Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về điện ảnh hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong video ngày hôm nay. Hoa đỉnh là giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất được tổ chức thường niên tại Trung Quốc. Đây là giải thưởng nhằm khảo sát mức độ hài lòng của công chúng với nền giải trí hoa ngữ. Để biết các tác phẩm đủ điều kiện được xem xét đưa vào đề cử phải đáp ứng một số yêu cầu như được phát sóng công khai lần đầu tiên trên các trang web truyền hình chính thống từ mùng 1 tháng 9 năm 2021 đến 31 tháng 8 năm 2022. Mới đây thì danh sách diễn viên được đề cử giải thưởng Hoa Định lần thứ 35 đã công bố. Danh sách này vừa được tung ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo đó, danh sách đề cử gọi tên nhiều nghệ sĩ có các hoạt động nổi bật trong một năm vừa qua. Ngoài danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được nhiều người chú ý gồm các cái tên như Lưu Dược Phi trong Mộng Hoa Lục, Ân Đào trong Nhân Thế Gian, Dương Dung trong Con Gái của Núi Lớn, Đàm Trác trong phim Đối Thủ và Nhậm Tố Tịch trong Con Thân Yêu thì những gương mặt xuất hiện trong hạng mục nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc đề tài cổ trang cũng nhận được sự quan tâm lớn theo đó hạng mục này là màn so kè giữa các diễn viên trẻ tài năng như triệu lộ tư trong tình hán sán lạn ngô tư hân trong thương lan quyết dương tử trong trầm vụn hương phai và liễu nham trong mộng hoa lục nhìn vào danh sách này thì nhiều khán giả cho rằng năm nay quả thật là một năm bội thu của triệu lộ tư nhờ vào bộ phim cổ trang đình đám tình hán sán lạn Dự án này đã giúp cho Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi nhanh chóng trở thành couple hot nhất năm nay, nhiều lần giành vị trí đầu bảng Super Topic, chiến top trên các bài đăng trên Weibo của chính chủ và đặc biệt giúp bộ đôi diễn viên góp mặt nhiều bảng đề cử, ẵm các giải thưởng lớn nhỏ. Chính vì loạt thành tích khủng trong thời gian vừa qua thì nhiều người nhận thấy nữ diễn viên đã có sự tiến bộ lớn về phong độ diễn xuất. Thế nên phần thắng cúp vàng danh giá đang phần nào nghiêng về Triệu Lộ Tư, dù trong bảng còn nhiều tiểu hoa đình đám như dư tử. Tuy nhiên, với bộ phim Trầm Vũn Hương Phai của Dương Tử cho năm nay vẫn còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Tuy phim có nhiệt độ ổn nhưng nếu so với hương mật tựa khỏi xương hay các tác phẩm trong quá khứ thì chưa có nhiều đột phá. Tuy bảng đề cử vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi nhưng với một giải thưởng uy tín như Hoa Đỉnh, khán giả vẫn phải bày tỏ sự mong chờ đêm trao giải và kết quả chung cuộc công tâm cho các hạng mục các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin trên hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé và bây giờ thì thu học phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo